đi suốt con đường
bài chi sắc sáng thế. Thiên Chúa và chúng ta hãy nhận thêm con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy là chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài mỏ sẽ di chuyển trên đất. Và Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình, Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa, Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó, hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Đời sống nhân đó là bước ngoặt
mới trong đời sống của chúng ta. Các con cùng nhau đến nhà thờ để cúng kết thân của các con được Chúa cùng tố bằng cho mọi mình thân. Trước mặt của tất nhiên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô đang đọc tay tay cúng bằng cho tình yêu cúng phụ của các con. Và dùng những tình đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú dị mạng, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và ở lại những cách nhiệm khác của hôn nhân. Nhưng những người đã dùng ý thức thân tẩy mà cũng như các con. Bởi vậy, trước mặt của anh, cho họ các con để định của các con. Dù xe của Tiến Thành và Hoa Nga Nguyễn Như và Phật, các con đến đây thì các con với nhau, các con có bị ép buộc không? Được không? Được không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Có. Khi trở về số hôn nhân, các con sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thương con. Các con sẵn sàng yêu thương và đón nhận con gái của sở ban người để được chúng theo đuổi Đức Kitô và hội thánh không? Thương con. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nổi lên sự ứng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh Du Xe Thượng Hiện Thành và em Martina cũng yêu cầu họ làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em hoàn hảo suốt đời này. Em Maria Nguyễn Như Tạo Ngọc nhận anh Du Xe cùng Tiến Hành làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu cũng như sự ứng thuận của các con được trình bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tu độ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa liên kết và người không thể được phân biệt. Nào ta chúc mừng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Martina cũng như gọi họ, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Vinh Xe Bùi Tiến Hành, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm chứng tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đồng thừa tự liên quan của người trên trời qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái. Thank you.
siêu của Ngài vào lòng các con. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong các anh chị em đi bình an.
Chuyện tình chúng ta như bài thơ hay, và em sẽ viết thêm nốt nhạc. Tình anh giống như mây dịu êm trôi, nhẹ nhàng đưa lối em đến bên chàng. Và em sẽ hát khúc ca thật êm đềm, đưa chúng ta về kỷ niệm dấu yêu. Chỉ có đôi mình cùng nhau ta sánh bước trên một con đường, và đến nơi đôi ta cùng ước mơ xây dựng hạnh phúc. Và giờ đây em sẽ hứa cùng anh nắm tay nhau suốt đời, dẫu cho đời nhiều khó nhọc, nhiều đắng cay và gian khó. Người yêu ơi xin hãy nhớ và viết tiếp cho tròn nốt nhạc, hứa với em mình sẽ yêu nhau bên nhau trọn đời. Mai đây chúng ta sẽ già cùng bao đổi thay bên đời em anh. Nguyện xin Thiên Chúa luôn mãi giữ gìn. Và em sẽ hát khúc ca thật êm đềm, đưa chúng ta về kỷ niệm dấu yêu. Chỉ có đôi mình cùng nhau ta sánh bước trên một con đường, và đến nơi đôi ta cùng ước mơ. Giờ đây em sẽ hứa cùng anh nắm tay nhau suốt đời, dẫu cho đời nhiều khó nhọc, nhiều đắng cay và gian khó. Người yêu ơi xin hãy nhớ và viết tiếp cho tròn nốt nhạc, hứa với em mình sẽ yêu nhau bên nhau trọn đời. Cho đời nhiều khó nhọc, nhiều đắng cay và gian khó. Người yêu ơi xin hãy nhớ và viết tiếp cho trọn nốt nhạc, hứa với em mình sẽ yêu nhau. Và giờ đây em sẽ hứa cùng anh nắm tay nhau suốt đời, dẫu cho đời nhiều khó nhọc, nhiều đắng cay và gian khó. Người yêu ơi xin hãy nhớ và viết tiếp cho trọn nốt nhạc, hứa với em mình sẽ yêu nhau bên nhau trọn đời. Ánh sáng soi vào tim em, người là vì sao tinh tú, bóng dáng thân quen in sâu cho trái tim ngày đêm nhớ người. Mong sao gió gửi giùm tôi về người mà tôi yêu dấu. Bờ môi ánh mắt nụ cười tiếng nói em dịu ước muốn sao. Người đến đây đầy khát khao cùng tiếng hát hòa đắm say. Mộng ước đêm đêm chung bước bên người, con đường thênh thang có đâu. Đến đây người, đến đây và cho em phút giây này, cho dù những mây thoáng qua thôi cũng làm tim em bước lên ngôi. Thầm nhẹ gọi trên môi ôi tình yêu. Tìm em người là vì sao tinh tú, bóng dáng thân quen in sâu cho trái tim ngày đêm nhớ người. Mong sao gió gửi giùm tôi về người mà tôi yêu dấu. Bờ môi ánh mắt nụ cười tiếng nói em dịu ước muốn xa. Người đến đây đầy khát khao cùng tiếng hát hòa đắm say.
say, mộng ước đêm đêm chung bước bên người, con đường thênh thang có đâu. Đến đây người, đến đây và cho em phút giây này, cho dù những mây thoáng qua thôi cũng làm tim em bước lên ngôi. Thầm nhẹ gọi tên anh ơi, người yêu. Người đến đây đầy khát khao cùng tiếng hát hòa đắm say, mộng ước đêm đêm chung bước bên người, con đường thênh thang có đôi. Đến đây người, đến đây và cho em phút giây này, cho dù như mây thoáng qua thôi cũng làm tim em bước lên ngôi. Thầm nhẹ gọi tên anh ơi, người yêu. Cho dù những mây thoáng qua thôi cũng làm tim em bước lên ngôi. Thầm nhẹ gọi tên anh ơi, người yêu. Rồi xin cho anh yêu đôi mắt nhung nguyên,
sao rơi trong đêm khi người bên tôi. Xin cho anh yêu giây phút bên em, một lần yêu em mãi yêu muôn đời. Rồi thôi, và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên em bình yên lắm, em hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên hay là giờ. Mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hãy để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, một hai ba năm em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là cô, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút đây cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì anh cũng sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên em bình yên lắm, em hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên hay nói là ra. Mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hãy để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, một hai ba bốn, anh có đánh rơi nhịp nào đâu. Nếu câu trả lời là cô, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút đây cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì anh cũng sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hãy để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, một hai ba bốn, anh sắp đánh rơi nhịp rồi đấy. Cho dù ta đã mất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau. Muốn quan tâm nhau, phải không em? Và anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình em. Thank you.
thưa toàn thể các quý vị, quý khách, ban viên họp nhà gái, tôi là chú ruột cháu Bùi Tiến Thành hôm nay. Thì tôi xin đại diện cho gia tộc và nhà trai, lời đầu tiên xin gửi tới các quý vị, quý khách và quan viên nhà gái lời chào, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất của gia tộc và nhà trai chúng tôi. Rồi sau đây tôi xin giới thiệu về cái phái đoàn của họ trai chúng tôi. Đấy, đây là ông anh chị Tiến, là song thân phụ mẫu của cháu Tiến Thành. Đây là bác của cháu Tiến Thành, bác nữ của cháu Tiến Thành. Đây bà xã rồi, rồi đến kia là cậu ruột của cháu Tiến Thành. Thế thì Thiên Chúa là vua của tình yêu, đã ban cho con người một cái món quà vô giá là tình yêu. Trải qua quá trình quen biết, tìm hiểu, yêu thương nhau, hai cháu được sự đồng thuận nhất trí, cho phép của hai bên gia đình để tác hợp cho các cháu thành một gia đình hạnh phúc. Với lại được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, cho nên là các cháu đã hôm nay ở nhà thờ giữa nhà thờ Chúa Thiên Chúa, là các cháu đã thiết lập một cái bí tích phun phối, và ở các cháu đã đi làm công tác xã hội, thì các cháu đã đi đăng ký kết hôn, có nghĩa là các cháu đã thực hiện trọn vẹn đầy đủ luật đời cũng như các đặng. Hôm nay được sự gắn kết của hai ba gia đình và được sự cho phép của gia đình và nhà gái, thì bên gia đình và nhà trai chúng tôi có em toàn bộ chính lễ đến để trước hết là xin làm cái thủ tục đính hôn, đồng thời cũng là cái thủ tục để là xin dâu luôn. Đấy thì trên tinh thần như thế. Chúng tôi xin trình cho nhà gái là những cái chính lễ này, và để xin cho nhà gái chấp nhận cho. Đại diện nhà của nhà gái, cảm ơn bên họ nhà trai đã đến xin lễ trong ngày lễ hôm nay. Tôi xin đại diện nhận những xin lễ của họ nhà gái. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin giới thiệu với gia đình gia tộc và nhà gái là đây là mâm chầu cau, thì gọi là chầu miếng chầu đầu câu chuyện đó. Thì đây là cái mâm chầu cau. Thế còn đây thì là hai bao thư, còn gọi là lễ đen, để trình lên đó. Để trình lên gia tiên hoặc nhà gái để làm lễ, để xin làm lễ dâu để ban phúc lành cho các cháu. Và đây là các trang sức để cho cô dâu hôm nay để mặc đồ trang sức để lên xe hoa về nhà chồng. Và đó. Thế còn đây chầu rượu. Và đây là bánh hỏi. Thì đây là cái mâm xôi gà để nói lên là cái những cái cây hoa trái của mình
và mình coi như bao nhiêu năm thành quả mình vun trồng vun tưới để bây giờ được cái thành quả, hưởng cái thành quả của mình. Thế còn đây là cái thủ tục nhau quanh để trình lên mọi cái để làm cái lễ là cái lễ chiêm châu. Đây là ông trồng cao ăn một món trái cây. Bão tố nguyện một lòng mãi không đổi thay, vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa. Và Ngài hằng ghé mắt chúc phúc tình vợ chồng thắm nồng yêu thương. Tạ ơn Thiên Chúa trăm năm qua bao nỗi cơ cầu mây tím giăng sầu, nguyện mãi có nhau yêu thương kết trái vạn ngày dài, tình nghĩa không phôi phai. Ngài thương che chở hai trái tim nồng nàn yêu thương, xây mái ấm gia đình ân tình người sáng đức tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa muôn thuở thắm cha. Ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hôm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, cùng cha nghĩa mẹ sâu dày nên con có ngày này. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hôm bú mơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, công cha nghĩa mẹ sâu dày nên con có ngày này. Tay vẽ hồng rực mơ
người ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dâu yêu dệt tiếng tơ em đêm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đẹp nhẫn đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình chúng ta. Từng ngón tay đàn vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng thơ em đêm, ngón tay vẽ tình yêu. Cao tay lên chút xíu chị cao cái tay lên cho em thấy. Chị dịnh lại chị cao cái tay lên chút xíu cao. Rồi nhìn đây luôn. Dạ cảm ơn. Đồng tình nhân lên Đức Chúa. Dạ xin hai họ. Anh quan thấp nhang. Chào hai. Rồi để nhang lên. Rồi con xin hai họ cứ đứng tại chỗ, đứng lên tại chỗ, hướng về mặt thờ để đọc kinh hành. Mời thầy. Cứ đứng lên tại chỗ. Xin Chúa ban lòng ngày thương thắm tiếng hồn con, ban xuống cho con thầm ăn chan chứa, trao đổi cho đấng ngôi thánh đường. Một đời Chúa Trời là lớn thượng và vô cùng. Vì Chúa là đứng thông minh và chân thật vô cùng, đã ban chỉ cho hội thánh. Amen. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, vì Chúa là đứng chăm sóc cho lành vô cùng. Lạy vì Chúa, vì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, con trung tiếng hát, trung tâm lòng, dân nơi sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền minh, mẹ chính là nữ vương, là giáng sư. Tâm hồn đầy trí khôn, cả di vãng, cả hiện tại với tương lai. Đừng tiếng con đường quyền dẫn đi tới. Chúng tôi cũng
đại diện cho dân tộc của Trần Trai xin cảm ơn dân tộc của nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất là nhiệt tình, vui vẻ, đồng hậu. Bây giờ chúng tôi xin chúc gia đình gia tộc của nhà gái luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, thành đạt vạn sự như ý. Và sau khi mà lễ thành nhà lễ hôm nay xong thì chúng tôi xin mời gia tộc của nhà gái để cùng về dự với gia đình chúng tôi những nghi thức kính nhớ tổ tiên tại Thiên Chúa ở gia đình nhà Bắc Tiên đây. Và sau đó là xin mời các quý vị ra nhà hàng dự ngày mai. Vâng, ngày mai. Và giờ đây thì mình ngồi xin ngồi uống nước chút xíu khoảng 10 giờ. Thì có mình xin ra. Để nhân tiệc vui cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn.
đến xem mùa cưới. Chân hai con nỉ, tay dù hồng, lâu thật lâu mới có được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu thon thon y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có la
Vui
Xóa đi bao nơi đen về quanh
anh trao mà lòng hằng luôn ước ao. Tình đôi ta dịu dàng nên thơ, tựa cùng nhau trong giấc mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau. Thank you.
cơ bản trong ngày vui trong năm. Gia đình rất lấy làm vui mừng, hạnh phúc và xin gửi đến quý vị những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của hai bên gia đình chúng tôi. Cũng xin kính chúc quý vị có một ngày vui trọn vẹn cùng gia đình. Trong ngày vui có những quà tặng cùng với những lời chúc quý báu của toàn thể quý vị sẽ là những nền tảng vững chắc dành cho bạn sống trọn đời hạnh phúc. Để tiếp lời gia đình chúng tôi kính mời quý vị dùng bữa tiệc thân mật cùng với gia đình và trong những năm nay sẽ không tránh khỏi những sơ sót, xin quý vị lượng tình bỏ qua cho. Tiếp theo chương trình xin mời hai bạn đến rót rượu và phát rượu để nhân lên cho cha mẹ hai bên và chúc lòng nhớ công ơn trời biển của cha mẹ.
50%. 50. Và cái bài hát 50 nó không có, chỉ có 100%. À, không có bài 50. Có 60 năm à. We'll be right back.
sao băng bay trong đêm nay là một vì sao chiếu sáng quê đi. Happy happy wedding, 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 happy happy wedding. Thật
thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Chỉ có tên hai đứa mình thôi, một trong hai đứa nếu mai
sao ái tình. Người yêu hỡi trăm năm mình, chỉ có chung đôi kiếp này thôi. Thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng cho riêng mỗi tình ta, một tình yêu sống mãi trên trời cao. Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta. Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi, một trong hai đứa nếu mai rời xa. Ánh sáng ngôi sao này soi lối cho anh và em về một nơi chỉ có hai ta.
mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Thank you.